Chuyện Phùn Hầy xin thân hành giới thiệu đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Lô Lệ Câm Ách Lô Á Lô. Quý vị và các bạn nhấn nút đăng ký kênh và rung chuông xem các tập trước của bộ truyện ở đường link dưới phần mô tả nha. Chẳng qua nhìn thấy ngựa làm ta lại nhớ đến một người trước kia. Chẳng lẽ Ngọc Nhi đang nhớ về ta sao? Dạo này không biết Tống đại ca sống ra sao. Thì ra người mà Ngọc Nhi nghĩ đến cả ngày nay không phải là ta mà là Tống Thanh. Để ta đỡ ngươi lên. Huynh đi dạy Sở Dực đi. Ta cùng Sở Dực học là được rồi. Sở Dực, để qua đây ám vệ đại ca dạy đệ cưỡi ngựa. Ngọc Nhi, sao hôm nay lại thờ ơ với ta như vậy chứ? Hay lần trước là do ta bộc lộ tâm tư quá nhiều, hắn đã phát hiện ra cái gì chăng? Nhưng nếu hắn đã hoài nghi thân phận của ta, thì hắn không chỉ xa lánh ta mà còn... Ngọc ca, đệ tử đây. Ngọc Nhi, đệ nóng lòng muốn học cưỡi ngựa như vậy. Hãy để ta dạy cho đệ nhé. Xem kìa, huynh ấy hết lòng, tận tâm với tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng mình ta. Ta ngồi lên được rồi này. Ngươi không ngồi lên cùng ta sao? Không. Rốt cuộc ngươi và Ngọc ca là mối quan hệ gì chứ? Tại sao ngươi chỉ đối xử tốt với huynh ấy? Không liên quan gì đến ngươi. Đúng là không liên quan gì đến ta, nhưng liên quan đến Ngọc ca của ta. Trong lòng ngươi có mục đích gì không thể nói với huynh ấy thì có quỷ mới biết được. Tí nữa ta sẽ đi nói với huynh ấy. Người cứ đi mà nói. Người không thể nói dễ nghe với ta một chút được sao? Ta đáp ứng người, ta sẽ không đi nói với Ngọc ca. Nhưng người sau này đối xử với ta, nói dễ nghe một chút được chứ?
Tao nói vậy mà hắn cũng không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm về phía của Ngọc Ca. Khi nhìn ta, hắn không như vậy. Hay đối với người khác, tất cả trong mắt của hắn đều không có cảm giác gì. Ánh mắt của hắn từ nãy giờ không rời khỏi Ngọc Ca. Người ngoài như ta cũng có cảm nhận được rằng hắn có cảm tình đặc biệt với Ngọc Ca. Ngọc Ca, chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa được chứ? Ta không can tâm để ánh mắt của hắn chỉ nhìn về phía của Ngọc Ca. Ngọc Ca, chúng ta chạy thi xem ai chạy về phía của ám vệ đại ca trước thì người đó thắng. Ta cũng chưa học được bao nhiêu, không thi với đệ được. Đi. À, tôi rồi. Tập truyện đến đây là kết thúc rồi. Chuyện Phun Hay xin chúc bạn và gia đình sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin gặp lại quý vị và các bạn trong chat tiếp theo của bộ truyện này nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và rung chuông nhé bạn.